Con hãy đi con đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi người người sẽ ra tay. Con hãy lấy Chúa làm niềm vui sống, Chúa sẽ cho bạn vị trí tội lòng. Ai tin tưởng trông cậy nơi Chúa, ai hằng tìm kiếm điều thiện để bước theo, họ sẽ được ở trong đất nước và sẽ được vui sống yên hòa. Lấy đi con đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi người người sẽ ra tay. Hoàn hãy lấy Chúa làm niềm vui sống, Chúa sẽ cho bạn vị trí tội lòng. Chúa nâng bước con người vững chãi, cứ chung đường lối mà họ hàng dõi theo. Dù vấp ngã lòng không nao núng, vì bên cạnh con Chúa đỡ nâng. Bạn hãy đi con đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi người người sẽ ra tay. Bạn hãy lấy Chúa làm niềm vui sống, Chúa sẽ cho bạn vị trí tội lòng. Khi con thơ đến giờ tuổi tăng, tôi chẳng nhìn thấy người lành bị bỏ rơi. Dòng sông họ an khang thư thái, hương phúc lành con cháu mai sau. Bạn hãy đi con đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi người người sẽ ra tay. Bạn hãy lấy Chúa làm niềm vui sống, Chúa sẽ cho bạn vị trí tội lòng. Chuyên mục Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Trong cái rủi có cái may, sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Linh mục Trần Mạnh Hùng, tiến sĩ thần học. Trong thời gian gần đây, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi nhận được hai sứ điệp rất tuyệt vời từ Thiên Chúa. Sứ điệp đầu tiên đó chính là Thiên Chúa đang thêu dệt cuộc đời của tôi và của mỗi người trong chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bức thêu được hoàn thành. Hy vọng lúc bây giờ chúng ta mới có thể nhìn ngắm tường tận và thấy được cách tổng thể, sự lộng lẫy và huy hoàng của bức tranh thêu rất tuyệt vời mà Thiên Chúa chính là tác giả. Về điều này tôi đã chia sẻ cùng với quý vị trong bài viết Thiên Chúa, người thợ thêu tài ba. Và cuối tuần này thì tôi lại nhận được thêm một sứ điệp nữa là trong cái rủi có cái may, ngang qua câu chuyện túp lều của bạn đang bị cháy. Tôi xin mạn phép được trích dẫn toàn văn câu chuyện trên để cho quý độc giả tiện theo dõi. Người sống sót duy nhất của một vụ đắm tàu bị trôi dạt vào hòn đảo hoang, anh sốt sắng cầu nguyện xin Chúa giải cứu anh. Mỗi ngày anh đều nhìn về đường chân trời để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng dường như không có sự giúp nào đến. Quá tuyệt vọng, cuối cùng anh ta cố gắng xây dựng một túp lều nhỏ bằng gỗ trôi dạt vào bờ để bảo vệ mình khỏi các tác động môi trường và cất giữ vài đồ dùng. Nhưng rồi một ngày nọ, sau khi tìm kiếm thức ăn, anh về đến nhà thì thấy túp lều nhỏ cháy ngùn ngụt, khói bốc lên nghi ngút. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, tất cả mọi thứ đã bị thiêu rụi. Anh ta choáng váng vì đau buồn và tức giận. Chúa ơi, sao Ngài lại có thể làm điều này với con? Anh ta gào thét lên. Tuy nhiên, vào đầu ngày hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một con tàu đang đến gần hòn đảo để giải cứu anh. Anh ta hỏi những người cứu hộ mình với giọng điệu đầy sự ngạc nhiên. Làm sao các anh biết tôi ở đây? Họ trả lời, chúng tôi đã nhìn thấy tín hiệu khói của bạn. Thật dễ nản lòng khi mọi việc đang trở nên tồi tệ, nhưng chúng ta đừng ngã lòng, bởi vì Chúa đang hiện diện và hoạt động, và Ngài luôn an bài mọi sự trong cuộc sống chúng ta, ngay cả khi thất bại và đau khổ. Hãy nhớ rằng,
Lần tới khi túp lều nhỏ của bạn bốc cháy, nó có thể là tín hiệu khói phát ra nhằm triệu tập ân sủng của Chúa. Không rõ tác giả. Khi tôi đọc và suy gẫm về câu chuyện này, tôi liên tưởng đến một số biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của chính tôi trong quá khứ. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không tài nào hiểu và lý giải được lý do tại sao mà những điều ấy lại xảy đến đối với tôi. Cũng giống như anh bạn bị đắm tàu trôi dạt vào hòn đảo hoang, và chính căn lều của anh ta không may lại bị cháy. Thực sự quá cay nghiệt khi những điều như thế lại có thể xảy ra cho bất kỳ ai. Cũng giống như anh bạn này, cái phản ứng đầu tiên của tôi là trách móc Thiên Chúa, vì chính Ngài đã cho phép những điều không may xảy ra cho tôi. Tôi rất chán nản và thất vọng, và tôi đã gào thét để bộc lộ sự phẫn nộ và tức tối của chính mình đối với Thiên Chúa. Sau đó tôi cố gắng và tìm cách lý giải để mong sao tìm thấy câu trả lời, hoặc ít nhất có một cái gì đó để an ủi tôi và giúp tôi có thể chấp nhận những thực tại xui xẻo hoặc không may mà tôi đang gặp phải. Nhưng sau nhiều tháng tập trung và vầy vò đầu óc để tìm hiểu nguyên nhân và kiếm cách giải thích cho các sự việc đã xảy ra, hầu như là hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi, tôi vẫn không thể nào lý giải một cách hữu lý và có thể chấp nhận được. Cuối cùng tôi đành chỉ biết phó thác và chấp nhận sự việc, mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những lúc tôi đã rơi vào tình cảnh hoàn toàn thất vọng và thực sự chán nản, chẳng thiết tha gì nữa, và cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc sống. Vì đối với tôi, cuộc sống lúc bây giờ đã trở nên vô ý nghĩa, và trong những hoàn cảnh như vậy, tôi có thể nói cái chết là điều tốt hơn chăng? Tôi đã có cái suy nghĩ như vậy, mặc dù tôi biết sự sống là một quà tặng quý báu nhất mà Thiên Chúa ban cho con người, và con người bằng mọi cách cần phải duy trì và bảo vệ sự sống của chính mình. Đây là thời điểm khi tôi bị kiểm soát quân sự truy nã vì tôi đã đào ngũ khỏi doanh trại bộ đội sau 6 tháng nhập ngũ. Cho nên tôi đã tha phương cầu thực và lẩn trốn tại nhiều nơi. Trong khoảng thời gian này, gần một năm trời tôi chán nản và vô cùng thất vọng, vì tôi không nhìn thấy tương lai của mình và cũng không thể tìm cho mình một lối thoát. Tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với tôi. Tôi hết sức bi quan và chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Nhưng quả thật, trong cái rủi có cái may. Nếu tôi không bị đi nghĩa vụ quân sự và trốn khỏi đơn vị sau 6 tháng huấn luyện tại một mật khu căn cứ quân sự, thì tôi đã chẳng bao giờ nghĩ đến việc vượt biên, và cũng không bị bắt buộc phải rời xa gia đình và tìm kiếm tự do, hầu có thể theo đuổi ơn gọi làm linh mục của chính mình. Nhờ chuyến vượt biên thành công, dù gặp muôn vàn khó khăn trên hành trình vượt biển vì sóng to gió lớn, nhưng rất may mắn con thuyền nhỏ nhoi bằng gỗ với chiều dài khoảng 11 mét và chiều ngang khoảng 3 mét đã cập bến bình an tại trại tị nạn ở đảo Pulo Bidong, Mã Lai, sau 5 ngày lênh đênh trên biển cả. Điều này chính là một phép lạ cả thể đối với chúng tôi. Những thuyền nhân trên tàu ai nấy đều mừng rỡ vì đã thoát nạn và thoát khỏi cái chết. Lòng chúng tôi mừng rỡ hân hoan, và tận trong thâm tâm của từng người, chúng tôi đã âm thầm cảm tạ ơn trên đã cho chúng tôi một cơ hội sống sót và làm lại cuộc đời. Âu đó cũng là sự an bài tuyệt vời của Thiên Chúa. Ngài có cách hành động mà đôi khi tôi không thể hiểu thấu, vì ai có thể dò biết được đường lối và cách suy nghĩ của Thiên Chúa. Nhờ vào kinh nghiệm mà tôi có được trong thời gian bi đát và u tối nhất trong cuộc đời của chính mình, mà sau này khi tôi đã vượt qua được, điều ấy đã giúp tôi có thể hiểu được phần nào và biết cảm thông với những ai cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi. Cho nên mỗi khi tôi có dịp để gặp gỡ và tâm sự với những người này, tôi chia sẻ với họ về những nỗi gian truân và bĩ cực mà tôi đã phải trải qua để động viên và an ủi họ. Vì tôi tin rằng mọi đau khổ và khó khăn trong cuộc sống của con người rồi cũng sẽ qua đi. Như ông bà ta vẫn nói, con sông có khúc, con người có lúc. Nghiệm cho cùng thì lời khuyên ấy rất chí lý, vì không ai trong chúng ta phải sống mãi trong nỗi khổ cục cực. Hơn nữa, nếu chúng ta là một Kitô hữu, một người có niềm tin vào Thiên Chúa là Cha nhân từ và giàu lòng thương xót, thì chính Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cho nên khi tôi đọc những lời này được ghi Kinh Thánh ghi lại, nó chính là câu trả lời tích cực cho các suy nghĩ tiêu cực của chúng ta.
Tôi cảm thấy rất phấn khởi vì nó ứng nghiệm tất cả những gì mà tôi đã từng trải qua. Bởi chính tôi cũng đã từng đưa ra những lý lẽ và lý luận với Chúa như thế. Cho nên ngày hôm nay tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có cơ hội đọc lại những lời vàng ngọc này. Và tôi nghiệm ra rằng lời của Chúa thực sự là đèn soi dẫn lối tôi đi, và lời của Chúa đã trở nên thần lực cho chính tôi. Lời Ngài đã khuyến khích, động viên và nâng đỡ tôi, nhất là những khi tôi chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Nói tóm lại, lời Chúa là lời hằng sống, có sức mạnh vô song và có sức biến đổi con người chúng ta. Nó tựa như ánh sáng rải chiếu trong bóng đêm, giúp ta nhìn thấy mọi sự và xua đi nỗi sợ hãi. Đối với tất cả những điều tiêu cực mà chúng ta phải than thở với chính mình thì Thiên Chúa luôn có câu trả lời tích cực cho điều đó. Bạn nói không thể, Chúa nói mọi sự đều có thể. Bạn nói con mệt quá, Chúa nói ta sẽ cho con nghỉ ngơi và bổ sức cho con. Bạn nói không ai thực sự yêu con, Chúa nói ta yêu con. Bạn nói con không thể tiếp tục, Chúa nói ơn ta đủ cho con. Bạn nói con không thể hiểu được mọi việc, Chúa nói ta sẽ nâng đỡ bước chân con. Bạn nói con không thể làm được, Chúa nói con có thể làm được mọi việc. Bạn nói con không thể, Chúa nói ta có thể. Bạn nói những điều đó không đáng, Chúa nói mọi sự đều sinh ích. Bạn nói con không thể tha thứ cho chính mình, Chúa nói ta tha thứ cho con. Bạn nói con không thể quản lý được, Chúa nói ta sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của con. Bạn nói con sợ, Chúa nói ta không ban cho con tinh thần sợ hãi. Bạn nói con luôn luôn lo lắng và thất vọng, Chúa nói hãy trút mọi lo âu của con cho ta. Bạn nói con không có đủ đức tin, Chúa nói ta đã ban cho mỗi người đầy tràn ân sủng đức tin. Bạn nói con không đủ thông minh, Chúa nói ta ban cho con ơn khôn ngoan. Bạn nói con hoàn toàn cảm thấy cô đơn, Chúa nói ta sẽ không bỏ rơi con bao giờ. Trong cái rủi có cái may, ôi thật huyền diệu sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa đối với cuộc đời chúng con. Nhưng rất tiếc nhiều khi chúng con vẫn chưa thể nhìn thấy và tất cả những gì Chúa đã an bài cách lạ lùng. Xin Chúa thương và ban ơn giúp sức cho chúng con để chúng con luôn giữ vững niềm tin và biết hoàn toàn cậy trông ở nơi Chúa. Dẫu khi chúng con phải đương đầu với các cơn nguy nan, sự đau khổ và rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Cả những lúc như thế thì lạy Chúa xin cho chúng con đừng bao giờ mất lòng tin cậy ở nơi Chúa là Cha nhân hậu và hết lòng yêu thương chúng con. Amen. Linh Mục Trần Mạnh Hùng hẹn gặp lại. Bạn hãy đi con đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi người người sẽ ra tay. Bạn hãy lấy Chúa làm niềm vui sống, Chúa sẽ cho bạn vị trí tội lòng. Ai tin tưởng trông cậy nơi Chúa, ai hằng tìm kiếm điều thiện để bước theo, họ sẽ được ở trong đất nước và sẽ được vui sống yên hòa. Hãy đi con đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi người người sẽ ra tay. Bạn hãy lấy Chúa làm niềm vui sống, Chúa sẽ cho bạn vị trí tội lòng. Chúa nâng bước con trái ở trong đường lối mà họ hàng dõi theo, dù vấp ngã lòng không nao núng vì bên cạnh con Chúa đỡ nâng. Bạn hãy đi con đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi người người sẽ ra tay. Bạn hãy lấy Chúa làm niềm vui sống, Chúa sẽ cho bạn vị trí tội lòng. Khi con thơ đến giờ
chẳng nhìn thấy người lành bị bỏ rơi. Dòng sông hò an khang thư thái, hương phúc lành con cháu mai sau. Bạn hãy đi con đường.